xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam được trực tiếp từ thủ đô Hà Nội. Bản tin trưa ngày 8 tháng 7 sẽ có một số nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày mai. Thành phố đã thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã phần nào phục hồi về mức trước đại dịch và có xu hướng tiếp tục tăng trưởng. Chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm của bản tin. Câu chuyện đổi thay ở vùng biên giới Đắk Nông khi nhiều xã đã về đích nông thôn mới, đời sống bà con dân tộc ngày càng được nâng cao. Thưa quý vị, Bộ Y tế sẽ tiếp tục huy động khoảng 10.000 cán bộ, nhân viên y tế chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh tham gia phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Thông tin từ cuộc họp khẩn của Bộ Y tế vào chiều tối ngày 7 tháng 7. Đội ngũ này sẽ được bố trí luân chuyển để đảm bảo sức chiến đấu. Hiện có hơn 3.300 cán bộ, nhân viên y tế thuộc các đơn vị thuộc Bộ Y tế, sinh viên các trường y dược thuộc Bộ Y tế đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến Bộ Y tế sẽ thiết lập 24 đoàn công tác để hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát dịch bệnh. Từ 0 giờ sáng mai, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 trên toàn thành phố. Thời gian áp dụng là 15 ngày. Người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, thực hiện công vụ. Nguồn cung của thành phố vẫn đảm bảo nên thành phố đề nghị người dân không cần tích trữ hàng hóa, không tập trung đông người tại siêu thị, chợ truyền thống. Lãnh đạo thành phố cho biết đã xác định cần phải làm quyết liệt hơn nữa, phải chấp nhận hy sinh lợi ích ngắn hạn để đảm bảo cho sự phát triển dài hạn. Cũng xin được cung cấp thêm thông tin về việc đảm bảo cung ứng hàng hóa cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù tất cả 127 chợ truyền thống và 3 chợ đầu mối lớn nhất của thành phố đã phải đóng cửa để phòng dịch, tuy nhiên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh đã lên phương án nguồn hàng thiết yếu, đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa tới người dân toàn thành phố. Nhiều doanh nghiệp bình ổn và một số đơn vị đã dự trữ gấp 3 lần so với điều kiện bình thường. Sài Gòn Co-op, một trong những kênh phân phối lớn của thành phố Hồ Chí Minh, hiện hệ thống kho dự trữ luôn có 40.000 tấn hàng hóa của 12 nhóm hàng thiết yếu, đảm bảo cung ứng cho người dân từ 1 đến 3 tháng. Cái việc lưu trữ và đảm bảo an ninh lương thực của 12 nhóm này thì luôn luôn đầy đủ ở tại các kênh của mình. Thiếu là thiếu rau, thì 1-2 tiếng là con gom lại thì hết, nhưng mà chiều nay thì lại đầy kệ lại. Do đó thiếu mang tính chất cục bộ do cái điều kiện logistics, điều kiện hậu cần của mình. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn Satra cũng khẳng định hệ thống gồm 3 siêu thị và 188 siêu thị mini luôn được bổ sung hàng, đủ cung cấp cho người dân trong vòng 1 tháng và sẽ tăng lên gấp đôi chỉ trong vòng 1 tuần. Chúng tôi cũng đang tăng cường lực lượng nhân viên đối với các cửa hàng để cung cấp kịp thời, cung cấp cái hàng hóa lên trên kệ của các siêu thị cũng như các cửa hàng. Người dân yên tâm trong cái công việc mà tiêu thụ. Còn riêng với 3 chợ đầu mối tạm thời dừng hoạt động, Sở Công Thương thành phố sẽ điều chỉnh bằng việc tăng cường mua bán online, lập các vùng đệm trung chuyển hàng hóa để việc phân phối hàng hóa tới các hệ thống chợ, siêu thị trên địa bàn thành phố vẫn được duy trì, đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn. Cái nguồn cung ứng hàng hóa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì là tương đối dồi dào. Cái lượng hàng dự trữ của doanh nghiệp bình ổn, lượng hàng thông qua các cái tiểu thương hoạt động của 3 chợ đầu mối. Chúng ta có cái kênh phân phối như vậy, chúng ta không có lo lắng về sự thiếu hụt trong tất cả các tình huống. Để đáp ứng nhu cầu mua hàng tăng đột biến của người dân, ngoài việc nhanh chóng bổ sung nguồn hàng, các siêu thị cũng tăng cường nhân lực, tăng thời gian bán hàng mỗi ngày thêm 2 tiếng để phục vụ người dân. Thành phố cũng lưu ý các điểm bán hàng phải luôn đảm bảo nguyên tắc 5K, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm COVID. Bắt đầu từ 0 giờ sáng ngày hôm nay, tỉnh Long An cũng áp dụng cách ly xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 tại thành phố Tân An và 4 huyện là Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc. Các địa phương còn lại áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần của chỉ thị 15. Những người ngoài tỉnh muốn vào Long An phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính không quá 5 ngày.
Còn đối với chuyên gia, nhà quản lý và công nhân lao động làm việc ngoài tỉnh mà chưa có giấy xét nghiệm COVID-19 thì không đến nơi làm việc và thông báo địa phương để được xét nghiệm. Cũng bắt đầu từ 0 giờ sáng ngày hôm nay, tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 theo đặc thù. Quyết định được lãnh đạo của tỉnh đưa ra vào ngày 7 tháng 7 trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Số ca mắc tại Quảng Ngãi tăng lên mỗi ngày. Nhiều ca bệnh cộng đồng chưa rõ nguồn lây được phát hiện qua sàng lọc nhanh. Qua xét nghiệm sàng lọc, tỉnh Quảng Ngãi đã xuất hiện ca nghi nhiễm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng và nằm rải rác trên địa bàn nhiều huyện. Hiện nay, nhiều nguồn lây cộng đồng chưa xác định được nguồn gốc F0, khiến công tác truy xuất, khoanh vùng dập dịch của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn. Trong đó có các khu vực như chợ, bệnh viện, nơi tập trung đông người. Điều đáng lo ngại là kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đang diễn ra. Ngay trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ký văn bản hỏa tốc áp dụng hình thức phòng chống dịch đặc thù. Theo đó, từ 0 giờ ngày 8 tháng 7 sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với thành phố Quảng Ngãi, thị trấn Đức Phổ và các huyện Bình Sơn, Tư Nghĩa, Ba Tơ và thực hiện chỉ thị 15 đối với tất cả 8 huyện còn lại của địa phương. Tỉnh cũng đang có cái chủ trương tập trung là truy vết và đối với những cái vùng mà có hay không thì phong tỏa hẹp chặt và kiểm soát toàn bộ hết cái diễn biến dịch và cũng động viên người dân là bình tĩnh và xác định cái việc phòng chống dịch là nhiệm vụ đứng đi hàng đầu và trước mắt là chúng ta phải tập trung để mà làm sao cho nó không có cái xuất hiện cái ca lây nhiễm mới. Hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tạm dừng hoạt động tại một số chợ có ca nhiễm COVID-19 để phun thuốc khử khuẩn và tiến hành xét nghiệm cho tất cả các tiểu thương, những người có liên quan đến các khu vực này. Tiếp theo là phần điểm báo trong nước và quốc tế 24 giờ qua. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã phê duyệt khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 4,6 triệu đô la Mỹ để giúp chính phủ Việt Nam tăng cường các quan hệ đối tác công tư PPP, phát triển khu vực tư nhân và cải cách doanh nghiệp nhà nước, thông tin trên báo điện tử chính phủ. Theo đó, hỗ trợ kỹ thuật mới của ADB sẽ giúp tư vấn chính sách về PPP và phát triển khu vực tư nhân, thí điểm những dự án áp dụng các nguyên tắc G20 về đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng. Khoản tài trợ bao gồm 2,7 triệu đô la Mỹ viện trợ không hoàn lại từ chính phủ Canada và 1,9 triệu đô la Mỹ viện trợ không hoàn lại từ chính phủ Australia. Cả hai đều do ADB quản lý. Trung Quốc sẽ trở thành thị trường xuất khẩu chính của dệt may Việt Nam là nội dung đăng tải trên mạng dệt may tiếng Trung. Theo đó, thì xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 680 triệu đô la Mỹ trong quý 1 năm nay, mức tăng trưởng nhanh nhất trong số các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Thống kê cho thấy xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam đạt 12,2 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2021, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, theo các chuyên gia, Trung Quốc được dự báo sẽ trở thành thị trường xuất khẩu chính của ngành dệt may Việt Nam, bù đắp được những thiệt hại do nhu cầu sụt giảm tại các thị trường truyền thống như là Nhật Bản hay là Liên minh châu Âu. Báo Việt Nam Plus phiên bản tiếng Pháp đưa tin, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có số lượng người dùng điện thoại thông minh cao nhất. Theo khảo sát của cổng thông tin trực tuyến Statista, Cộng hòa Liên bang Đức, thì trong năm 2020, Việt Nam có 61 triệu người sử dụng điện thoại thông minh. Trung Quốc hiện có số lượng người dùng điện thoại thông minh lớn nhất thế giới với gần 912 triệu người. Các số liệu dựa trên một mô hình có tính đến tiến bộ kinh tế, dân số, người dùng Internet, thành phần nhân khẩu học và khả năng tiếp cận với mạng không dây ở mỗi quốc gia. Trang thông tin về du lịch quốc tế TripAdvisor mới đây đã đăng tải 25 trải nghiệm du lịch hàng đầu thế giới đã được người dùng của trang này bình chọn trong chương trình Traveler's Choice Best of the Best. Theo đó, thì tour xe máy từ Huế đến Hội An đứng thứ 12 trong danh sách, còn tour ẩm thực đường phố với sinh viên bản địa tại thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 14. Theo mô tả trên trang TripAdvisor, tour xe máy từ Huế đến Hội An đi qua biển Lăng Cô, đèo Hải Vân, khám phá nội thị Đà Nẵng, núi Ngũ Hành Sơn và kết thúc tại phố cổ Hội An, Quảng Nam. Còn tour ẩm thực đường phố với sinh viên bản địa sẽ đưa du khách qua những con phố thành phố Hồ Chí Minh và nếm thử các món ăn đường phố từng được đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain ca ngợi. Đáng chú ý trong phần tiếp theo của bản tin trưa nay.
Nhiều tổ chức quốc tế nhận định quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể cán mốc 500 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay, vượt qua một số nền kinh tế phát triển trong khu vực Đông Nam Á. Sáu tháng đầu năm, ngư dân Quảng Trị đã khai thác được trên 16.000 tấn thủy sản. Người dân phấn khởi khi các chuyến ra khơi đều đánh bắt được sản lượng cao. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài truyền Việt Nam. Thưa quý vị, nhiều chỉ dấu cho thấy quy mô nền kinh tế Việt Nam có thể cán mốc 500 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Báo Sputnik của Nga vừa có bài tổng hợp phân tích về vấn đề này. Bài báo dẫn báo cáo đánh giá của Ngân hàng Phát triển Singapore DBS nhận định kinh tế Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng khoảng từ 6 đến 6,5% trong thập kỷ tới nhờ sức hút mạnh mẽ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tăng trưởng năng suất. Nếu duy trì được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân từ 6 đến 6,5%, nền kinh tế Việt Nam sẽ lớn hơn quy mô nền kinh tế Singapore sau 10 năm nữa. Tuy nhiên, không cần đến 10 năm, thực tế Việt Nam đã vượt Singapore. Năm ngoái, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt khoảng 343 tỷ đô la Mỹ, đứng trong danh sách 40 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và đứng thứ tư ASEAN. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.521 đô la Mỹ, đứng thứ 6 ASEAN. Bất chấp đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng và đã vượt qua Singapore và Malaysia, khẳng định vị trí vững vàng trong top 4 nền kinh tế lớn nhất ở Đông Nam Á, hiện chỉ đứng sau Indonesia, Thái Lan và Philippines. Báo Sputnik cũng dẫn lại các đánh giá ở trong nước và nước ngoài nhận định rằng bất chấp đại dịch COVID-19, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng đầy bản lĩnh. Còn tại cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cách đây hơn một tuần, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cũng chúc mừng Việt Nam năm ngoái đã phòng chống đại dịch COVID-19 thành công bằng các biện pháp hết sức thông minh nên số người mắc COVID-19 rất thấp và trong một thời gian dài không có người tử vong. Trong bối cảnh dịch bệnh bao trùm cả thế giới, nhưng Việt Nam cũng đã có những chính sách tiền tệ và tài khoá nhịp nhàng nên chỉ có Trung Quốc và Việt Nam có kinh tế tăng trưởng dương. Nền kinh tế Việt Nam cũng có khả năng chống chịu cao hơn và duy trì được tăng trưởng xuất khẩu rất cao và đây đều là những di sản rất quan trọng. Bây giờ là thời lượng dành cho phần tiêu điểm của bản tin. Thưa quý vị, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ảnh hưởng lớn đến thương mại toàn cầu, ngành nông nghiệp vẫn đang thực hiện tốt vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Và trong đó, thủy sản là một trong những điểm sáng tích cực trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nửa đầu năm nay đã đạt 4,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 6 vừa qua, xuất khẩu thủy sản đã tiếp tục tăng 20% so với cùng kỳ. Có thể nói, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã phần nào phục hồi về mức trước đại dịch. Đáng chú ý, hầu hết các thị trường xuất khẩu chính như là Nga, Mỹ, châu Âu đều có mức tăng mạnh. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tôm 6 tháng đầu năm 2021 đạt 1,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Cá tra xuất khẩu đạt 788 triệu đô la Mỹ, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu hải sản sang các thị trường cũng ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan, đạt 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 16%. Nguyên nhân chủ yếu do các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội thị trường, nguồn cung nguyên liệu thủy sản trong nước ổn định, trong khi một số nguồn cung tại các quốc gia khác bị tác động mạnh bởi dịch COVID-19. Vâng, như vậy có thể nhìn nhận đại dịch COVID-19 khó khăn nhưng cũng là tiền đề để ngành nông nghiệp nước nhà vươn lên. Những chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng trên thế giới thì đã bị đứt gãy, chính là điều kiện thuận lợi để Việt Nam nắm bắt cơ hội và thời cơ. Điều này có thể nhìn thấy rõ nhất ở mặt hàng tôm. Xuất khẩu tôm sang Mỹ đang có đà tăng trưởng khoảng 45% mỗi tháng. Và hiện nay, Việt Nam đang có cơ hội lớn để tăng thị phần sản phẩm tôm tại thị trường này. Nguyên nhân là do ngành thủy sản Ấn Độ đang bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 và xuất khẩu thủy sản của Trung Quốc sang Mỹ thì vẫn bị ảnh hưởng bởi căng thẳng thương mại giữa hai nước và do chính quy định kiểm soát dịch COVID-19 của nước này. Trong khi đó, sản phẩm tôm của Việt Nam được đánh giá là có năng suất và chất lượng tương đối tốt. Theo dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong các tháng tới sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan tại thị trường này bởi người Mỹ đang có xu hướng tiêu dùng nhiều hơn các mặt hàng như là tôm, cá tra và cá ngừ.
Costco là một trong những hệ thống siêu thị bán buôn lớn nhất tại Mỹ. Hiện nay siêu thị này đang chào bán nhiều loại tôm đông lạnh của Việt Nam với giá dao động từ 14 đến 15 đô la, rẻ hơn khá nhiều so với mức 23 đô la của sản phẩm cùng loại được nuôi tại Mỹ. Tôm Việt Nam đang được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Mỗi khi đến đây tôi đều mua sản phẩm này, nó thật sự rất ngon. Tôi thường chế biến nó với gạo, rau và tỏi. Đây là một sản phẩm tuyệt vời cho nấu nướng. Theo thống kê từ đầu năm tới nay, tôm là mặt hàng thủy sản chủ lực của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ, đạt mức tăng trưởng hơn 45% một tháng. Một số sản phẩm thủy sản khác như cá ngừ cũng có kim ngạch tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh tế Mỹ bắt đầu phục hồi sau cái chiến dịch tiêm chủng với quy mô lớn, cũng như gói kích thích kinh tế của chính phủ đang phát huy tác dụng, kích thích nhu cầu tiêu dùng, trong đó có nhu cầu tiêu dùng thủy hải sản, đặc biệt là cá ngừ trên các cái phân khúc như là kênh dịch vụ nhà hàng, khách sạn, v.v. và kênh phân phối bán lẻ. Khảo sát tại các hệ thống siêu thị của Mỹ cho thấy các mặt hàng thủy sản của Ấn Độ, Indonesia và Ecuador vẫn chiếm tỷ trọng lớn so với các sản phẩm của Việt Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ tăng mạnh và một số nước xuất khẩu khác đang chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, thì dư địa cho thủy sản Việt Nam vẫn còn rất lớn. So với cái kim ngạch nhập khẩu hàng nông sản, trong đó có thủy sản của Mỹ, một năm khoảng trên 140 tỷ đô la, thì kim ngạch của Việt Nam mới chỉ chiếm có 0,5%. Như vậy là dư địa tăng trưởng xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam là rất lớn, nhất là trong bối cảnh kinh tế Mỹ bắt đầu phục hồi. Hiện nay, nhiều siêu thị và các địa điểm du lịch trên toàn nước Mỹ đã dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp hạn chế đối với khách hàng. Với đà phục hồi của các ngành du lịch và dịch vụ như hiện nay, thì nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ thủy sản của quốc gia này dự báo còn tăng mạnh cho đến cuối năm. Hoàng Hải, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Ngành nông nghiệp dự báo trong nửa cuối năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi khi các doanh nghiệp đã thích nghi tốt với những biến đổi của thị trường dưới tác động của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, nhu cầu từ các thị trường lớn tăng khi kinh tế phục hồi sau đại dịch và các ưu đãi từ những hiệp định thương mại tự do cũng là những yếu tố hỗ trợ ngành thủy sản. Vì vậy, các nhà máy trong nước cũng đã có những bước chuẩn bị tích cực để tận dụng tối đa cơ hội nói trên. Trước đây, nhà máy này chỉ chủ yếu xuất khẩu tôm đông lạnh. Hiện đơn vị đang tập trung mạnh vào chế biến các sản phẩm tiện ích. Cái sản phẩm nó sẽ đóng gói nhỏ hơn và tính toán như nào để giá thành nó giảm hơn. Và nhất là trong cái sản phẩm đó, nó tạo ra sự tiện ích cao nhất cho người tiêu dùng. Tức là người tiêu dùng mua về đó, chỉ cần một số động thái thôi có thể là tạo được cái sản phẩm ăn liền cho mình. Khuyến khích các nhà máy là chế biến sâu, là nâng cao giá trị gia tăng. Nghĩa là cái hàng hóa giá trị gia tăng này có thể đưa vào siêu thị bán luôn. Thì trong cái điều kiện dịch bệnh thì người tiêu dùng ở nước ngoài ta dễ dàng sử dụng. Để tận dụng cơ hội khi thị trường khởi sắc, doanh nghiệp này đã chi hàng trăm tỷ đồng đầu tư thêm nhà máy chế biến với công suất mỗi tháng hơn 1.000 tấn thành phẩm. Chúng tôi có 40 nhà máy chế biến cho cái ngành thủy sản này, nhưng mà không đủ cung cấp cho khách hàng. Hiện nay cái khách hàng mà cung cấp những đơn hàng đặt là hơn gấp đôi những cái điều kiện cho công sức của nhà máy chế biến. Cho nên chính vì vậy tôi quyết định đầu tư thêm một cái nhà máy mới với công suất lớn hơn. Với những tín hiệu lạc quan từ thị trường, sự chuẩn bị tích cực từ các nhà máy, xuất khẩu thủy sản dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng ngoạn mục trong thời gian tới đây. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn như hiện nay, các nhà máy thủy sản mong muốn chính phủ sớm xem xét và có chính sách ưu đãi về thuế, lãi suất cho vay để có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất. Những ngày này, ngư dân tỉnh Quảng Trị phấn khởi khi các chuyến ra khơi đều đánh bắt được sản lượng cao. Theo ngư dân thì được mùa nhất là cá nục và cá cơm, với sản lượng tăng hơn mọi năm. Mỗi thuyền đi về đều thu được từ 10 đến 15 tấn. Được biết thì trong 6 tháng đầu năm nay, ngư dân tỉnh Quảng Trị đã khai thác được trên 16.000 tấn thủy sản, tăng cao so với năm 2020. Những ngày này, mỗi chiếc tàu đánh bắt trung bờ của ngư dân Quảng Trị chỉ từ 2 đến 3 ngày đi biển, cá nục luôn đầy khoang. Một chuyến là tôi đi về được 100 triệu, chi phí hết 25 triệu, còn lại được 75 triệu. Theo bà con ngư dân Quảng Trị, năm nay đánh bắt cá vụ Nam rất phấn khởi. Bởi đầu mùa vụ cá Nam thì được mùa cá cơm, giờ tiếp tục được mùa cá nục. Hơn một tháng nay, mỗi tàu của ngư dân đi từ 5 đến 6 chuyến biển, thu về khoảng 500 đến 600 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, ngư dân Quảng Trị đã đánh bắt được trên 16.000 tấn thủy hải sản,
tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2020. Để hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, hải quân, cảnh sát biển và kiểm ngư luôn luôn đồng hành với ngư dân ở trên biển để giúp ngư dân khi có hoạn nạn xảy ra trên bờ thì tổ chức xây dựng và nâng cấp các cảng cá, bến cá, các khu neo đậu tránh trú bão, tổ chức hệ thống dịch vụ chế biến đủ mạnh để tiêu thụ hết cá của ngư dân đi vào, luôn luôn giá cả ổn định, cung cấp cho ngư dân những thông tin chính xác về các loài ngư lưới cụ hiện đại và tiên tiến nhất để giúp ngư dân cải tiến ngư lưới cụ cho nó phù hợp với ngư trường. Bên cạnh việc hỗ trợ ngư dân đánh bắt trên biển, các ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến cho bà con ngư dân thực hiện đánh bắt trên biển theo luật định, hỗ trợ thay đổi ngư lưới cụ, nâng cao công suất tàu thuyền để vươn khơi bám biển. Việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng khó khăn luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đến nay, nhờ thực hiện tốt các chương trình chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước mà bức tranh kinh tế xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ở Tây Nguyên nói chung và ở tỉnh Đắk Nông nói riêng được nâng lên rõ rệt. Những năm trước, gia đình bà Má Thị Ngơi ở xã biên giới Đắk Quyên, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông thuộc diện hộ nghèo tại địa phương. Năm 2012, gia đình bà Ngơi được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi 30 triệu đồng dành cho hộ nghèo để đầu tư chăm sóc hơn 4 sào cà phê, sen hồ tiêu và chăn nuôi. Nhờ chăm chỉ làm ăn, cố gắng tích lũy, nên cuối năm 2019, gia đình bà đã thoát nghèo và xây dựng được ngôi nhà mới khang trang. Cũng được vay vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho được mấy năm nay rồi, về đầu tư trồng cà với trồng tiêu, sen. So với trước, từ trước đến giờ thì giờ khá giả hơn, trước cuộc sống thì nó cũng khá hơn. Nhờ các chương trình dự án của Đảng, Nhà nước như 134, 135, 167 và các nguồn lực dành cho xã biên giới, xã đặc biệt khó khăn đã giúp cho bà con tiếp cận được các nguồn vốn để phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến cuối năm 2019, xã biên giới Đắk Quyên đã về đích xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,6%. Trước là bà con nó đang ngồi đây thì cũng khổ lắm, chưa có đường. Giờ thì nhà nước lại ưu tiên cho làm đường bê tông nữa hết. Có điện này, có đường, có đường đi lại dễ dàng rồi, là thay đổi như thế rồi. Bà con rất phấn khởi, là vui mừng rồi. Trong cái nhiệm kỳ 2016-2021 thì cái tỷ lệ hộ nghèo chúng tôi giảm khá sâu. Đầu nhiệm kỳ chúng tôi có hơn 20,6%. Tuy nhiên đến năm 2020 thì chúng tôi chỉ còn là 3,6%. Và cái diện mạo hiện nay của địa phương thay đổi khá nhiều. Bộ mặt của xã là thay đổi rất là nhiều so với những năm đầu tiên. Là một những xã khó khăn, tuy nhiên thì đời sống hiện nay của bà con cơ bản là đảm bảo. Đến nay, tỉnh Đắk Nông đã có 4 trên tổng số 7 xã biên giới về đích chương trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của bà con dân tộc thiểu số ngày càng được nâng cao. Trong phần cuối của bản tin, như thường lệ là thông tin dự báo thời tiết. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin trưa ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể sử dụng ứng dụng VTV Go của chúng tôi bằng những cách đang hiển thị ở trên màn hình để có thể xem các chương trình của VTV4 một cách thuận tiện nhất. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.